Pháp Sư Tịnh Không Tập 85 Chư vị Đồng Tu Xin chào mọi người Qua wow, 20 ngày nữa là đến năm 2000 rồi Một năm may mắn sắp đến Khắp mọi nơi trên thế giới Đều tổ chức hoạt động Chúc mừng long trọng Đến lúc đó chúng ta cũng tổ chức một buổi tối liên hoan ấm áp hơn nữa sẽ mời chính tôn giáo lớn tại singapore cùng đến tham dự chúng ta không chỉ mời họ đến tham dự mà mời họ làm nhà tổ chức của đêm liên hoan đó còn chúng ta hỗ trợ bên cạnh thế nhưng các bạn đều biết mấy năm gần đây tai nạn trên toàn thế giới xảy ra dồn dập hơn nữa Lần sau nghiêm trọng hơn lần trước Ai nấy đều buồn chồn lo lắng Có một số người cho rằng Tai nạn này Sẽ không thể tránh khỏi Thế nhưng cũng có một số người Nói là Tai nạn này có thể hóa giải Cho nên có người đến hỏi tôi Chúng ta làm thế nào Để đối diện Với sự mở đầu Của thế kỷ 21 này chúng tôi tổng hợp lại phật pháp hết thảy các tôn giáo và các vị thánh hiền trong và ngoài nước từ xưa đến nay các ngài nói về khởi nguồn của sự sống trong vũ trụ trong phật pháp nói là tâm tánh thập pháp giới y chánh trang nghiêm điều này là nói đến hư không pháp giới hết thầy chúng sanh duy tâm sở hiện duy thức sợ biến Ấn Độ giáo cổ xưa Có lịch sử thời gian So với Phật giáo Thì lâu dài hơn Bà La Môn giáo ở Ấn Độ Ít nhất có lịch sử hơn 8.000 năm Họ nói khởi nguồn của vũ trụ Là Phạm Là Ngã Chữ Ngã ở đây không phải là Tiểu Ngã mà là ngã trong phật pháp nói đến thường là ngã tịnh là chân ngã bình thường những tôn giáo khác nói thế giới này cho thượng đế tạo ra sanh mạng cũng là do thượng đế tạo ra do thần tạo ra cũng có tôn giáo xem thượng đế là trí huệ phật pháp đại thừa nói là pháp thân đều là nói từ trên bản thể có nhận thức này chính là đại thánh đại hiền bạn làm thế nào để nhận thức được Làm thế nào để biết được Trong Phật Pháp cần thông qua Sự tu học của giới định huệ Từ trong thiền định sâu Mà khai trí huệ Đây là tam huệ của Bồ Tát Từ tam huệ mà có nhận thức Hơn nữa là sự khẳng định Điều này chính là triệt để hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh phạm vi của nó lớn như thế nào nhà phật nói thập pháp giới nói bách giới thiên như thật sự là không có gì lớn hơn nó không có gì nhỏ hơn nó đại thánh nhân thế xuất thế gian không có một ai là không hạ thủ công phu từ đây sau đó tự mình chứng đắc cảnh giới này khẳng định một điều mà người hiện nay gọi là Năng lực siêu đặc biệt Quả thật là có tồn tại Đây chính là điều mà phía trên có nói Là tâm tánh, phạm ngã, thượng đế, pháp thân Thần thật sự tồn tại vĩnh viễn tồn tại đây chính là có thể hiện có thể sanh có thể biến theo kinh nghiệm của chúng ta trong thế giới này có thể chia thành hai phần phần thứ nhất là hiện tượng tinh thần phần thứ hai là hiện tượng vật chất đây chính là sở hiện, sở sanh, sở biến Cái được hiện ra, được sanh ra Rồi biến hóa là vô lượng, vô biên Thế nhưng các bạn cần phải biết Là cái có thể sanh, có thể biến thì chỉ là một Từ đó chúng ta có thể biết Tận hư không biến pháp giới hết thảy chúng sanh là cùng một thể sanh mạng chúng ta thường xuyên nghe thấy lãnh đạo nhà nước hay nói với toàn thể người dân trong cả nước là đồng bào cả nước chúng ta từ sự nhận thức này của đại thánh nhân thì sẽ nói là tận hư không khắp pháp giới hết thảy đồng bào phạm vi này liền lớn rồi là đồng sanh ra từ một gốc Là đồng một thể sanh mạng Chúng ta cần nhận thức từ chỗ này Sau khi nhận thức được rồi Quay đầu trở lại Nhìn hết thảy chúng sanh Có người nhận thức rõ ràng con người mê hoặc điên đảo hoàn toàn không hiểu biết người nhận thức rõ ràng trong phật pháp gọi là phật gọi là bồ tát người mê hoặc không nhận thức thì gọi là phàm phu trong tôn giáo khác người có nhận thức rõ ràng được gọi là thần gọi là nhà tiên tri gọi là thiên sứ người không có nhận thức thì gọi là người phàm những vị đại thánh đại hiền dạy chúng ta dạy chúng ta nhận thức chân tướng sự thật phương pháp là vậy chúng ta chuyển biến chuyển ác thành thiện chuyển mê thành ngộ chuyển phạm thành thánh điều này là tổng cương lĩnh trong phương pháp giáo huấn chúng ta cũng đang học tập như vậy thế nhưng chuyển thế nào cũng không chuyển trở lại được cũng đã từng nghe nói là trồng thiện nhân sẽ được thiện quả cho nên cũng học làm việc tốt việc tốt cũng làm được không ít thế nhưng nghiệp báo vẫn chưa chuyển được đây là nguyên nhân gì sự thật là giống như chuyện tiên sinh du tịnh ý gặp táo quân trong phần phụ ở cuối chuyện liễu phàm tứ huấn đọc câu chuyện này bạn sẽ liền hiểu ra du tịnh ý tiên sinh bần cùng khốn khổ gặp phải đại nạn đại bất hạnh ông cũng ngày ngày hành thiện là người đọc sách có hiểu biết vì sao không thể chuyển được nghiệp vậy là do ông oán trời trách người làm nhiều việc tốt như vậy nhưng lại không có quả báo tốt táo thần liền điểm hóa cho ông việc thiện mà ông làm hoàn toàn là làm vẻ bên ngoài khẩu thiện thân thiện nhưng ý của ông không thiện Tâm không thiện Vì vậy ông không chuyển nghiệp được Lời táo thần khai thị cho ông Rất đáng để chúng ta Nghiêm túc Nghiên cứu Đọc tụng Kiểm điểm chính bản thân chúng ta cho nên cổ đại đức dạy người tu hành là dạy tu từ căn bản vì căn bản là gì căn bản là tâm chỉ cần tâm của bạn thiện niệm của bạn thiện thì không có nghiệp báo nào mà không chuyển được không có tai nạn nào mà không hóa giải được giống như một cái cây vậy. Tâm là rễ, ý niệm là gốc, thân là cành, khẩu là lá. Bạn tu hành trên cành và lá, những gốc rễ đã bị thối nát rồi thì vẫn không cứu được. Khi gốc rễ được cứu rồi thì cành lá dễ rồi cành lá sẽ không khó cho nên chúng ta xem thấy có rất nhiều việc ở bề ngoài thì tích đức hành thiện nhưng không chuyển được nghiệp lực cuối cùng lại oán trời trách người nói phật bồ tát không linh nói thần không linh có lỗi với các ngài hoàn toàn giống hệt như du tình ý tiên sinh vậy Cho nên chuyển Thì cần chuyển từ trong tâm Chuyển từ trên ý niệm Chuyển thành thuần thiện Thiền Tông Lục Tổ Huệ Nam Đại Sư nói rất hay Người chân thật tu đạo Không nhìn thấy lỗi thế gian Đây là chuyển đổi được từ trên ý niệm rồi Chỉ nhìn lỗi của chính mình Không nhìn lỗi của người khác cho nên các ngài có thể chuyển mê thành ngộ chuyển phạm thành thánh đạo lý là ở chỗ này chúng ta ngày nay khẩu nghiệp cũng thiện thân nghiệp cũng thiện nhưng lại thường xuyên nhìn thấy người khác đều bất thiện người bất thiện kia có quả báo tốt còn mình thì ngày ngày tích đức tu thiện mà không được quả báo tốt trong tâm không phục cho nên các bạn cần phải hiểu thân nghiệp và khẩu nghiệp Tuy là thiện nhưng gốc của bạn bị hỏng mất rồi. Từ gốc rễ là một cuộc chuyển biến lớn là từ ở nơi tâm. Nhớ hết thảy việc thiện của người và giật. Không được nhớ việc xấu của người khác, người khác không có việc xấu. Xấu là tại gốc của chính chúng ta Chúng ta nhìn thấy việc xấu của người khác liền biết là gốc của chúng ta đã hỏng rồi Vì sao Phật Nhìn thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật Bồ Tát nhìn hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát Là vì gốc rễ của các ngài tốt Gốc không bị hỏng mục đích của việc tu học chúng tôi tổng quy kết lại chỉ là hai chữ vô cùng hiện thực là hòa bình hư không pháp giới hết thảy chúng sanh đều có thể chung sống hòa mục đối đãi bình đẳng. Không phân biệt chủng loại. Không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng. Không phân biệt quốc thổ. Vô lượng vô biên cõi nước của mười phương chư Phật. Thế giới của các thần Từ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Chúng ta có thể xem thấy Hiện tượng đó Chính là đa nguyên văn hóa Mà ngày nay chúng ta nói đến Số lượng rất nhiều Chúng ta không có cách gì có thể tưởng tượng nổi cảnh giới bất khả tư nghị nhưng mọi người đều có thể chung sống hòa thuận đều có thể đối đãi bình đẳng hơn nữa đều có thể làm được tôn trọng lẫn nhau kính yêu lẫn nhau hợp tác giúp đỡ lẫn nhau chỉ có xây dựng mà không có phá hoại cho nên chúng ta xem thấy thế giới hoa tạng xem thấy thế giới cực lạc và thế giới của chúng thần cuộc sống của các ngài hạnh phúc mỹ mãn thực sự là một đời sống tràn đầy chân thiện mỹ huệ đó là nơi chúng ta luôn hướng về và đã hướng về mấy ngàn năm mấy dạng năm tại quả địa cầu này mà vẫn chưa thể thực hiện được là lý do gì vậy là do chúng ta bất hòa không thể chung sống hòa một với người khác chúng ta không thể đối đãi bình đẳng với hết thảy chúng sanh nguyên nhân chính là ở điểm này cho nên ngày nay chúng ta đề xướng giáo dục phật đà đề xướng giáo dục tôn giáo mục đích chính là hướng về hết thảy thế gian hết thảy chúng sanh đều có thể chung sống hòa mục đối đãi bình đẳng muốn đạt được mục đích này thì nhất định phải làm thức tỉnh chánh giác của hết thầy chúng sanh thì mong mới đạt được làm thức tỉnh chánh giác của hết thầy chúng sanh ngoài giáo dục ra thì không có bất kỳ một phương pháp nào có thể đạt được cổ thánh tiên hiền trung quốc xem trọng giáo dục xem giáo dục là việc đại sự quan trọng nhất trong đời người trong lễ ký phần học ký đã nói với chúng ta kiến quốc quân dân giáo học vi tiên phật pháp sau khi truyền đến trung quốc đã trở thành một chủ đạo của văn hóa Trung Quốc là một mắt xích không thể tách rời. Giáo dục Phật Đà do Đế Vương đích thân chủ trì, sự giáo học của nhà Nho giao cho Tể tướng chấp hành. giáo dục thánh hiền thế xuất thế gian ở trên mảnh đất này đồng thời được phát huy mở rộng điều này là sự hạnh phúc của dân tộc trung quốc có thể tạo ra cái nền văn minh trung quốc nền văn hóa trung quốc thế nhưng từ nửa sau thời nhà thanh trở đi thật bất hạnh chúng ta đã đánh mất lòng tự tin dân tộc rồi cho nên mới gặp phải Kiếp nạn 200 năm Chúng tôi có trải nghiệm Về những nỗi thống khổ này Và tính ngộ trở lại Từ những bài học kinh nghiệm đó Đồng thời Cũng nhận ra khoa học kỹ thuật văn minh đem đến ảnh hưởng tiêu cực đối với nhân loại sau khi cân nhắc nhiều lần cuối cùng vẫn là phải dựa vào giáo dục tôn giáo mới có thể cứu vớt thế giới này duy chỉ có giáo dục tôn giáo Mới có thể tiến hành Một cách phổ biến Hướng dẫn dạy bảo mọi người biết rõ Chúng ta là đồng một thể sanh mạng Sanh mạng là dính hằng Phạm là tín đồ tôn giáo Thì đều khẳng định Đều có kiếp trước và có kiếp sau kiếp này thời gian rất ngắn kiếp sau thời gian rất dài cho nên nhất định phải đoạn ác tu thiện chuyển mê thành ngộ chúng ta mong cầu một hạnh phúc vĩnh hằng Cần hối cải Cần sám hối Dung bồi thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh của chính mình Thiên tai nhân họa trước mắt Mặc dù không thể hoàn toàn tránh khỏi Nhưng chúng ta khẳng định tai nạn có thể đến chậm phạm vi của tai nạn có thể giảm nhẹ chân thật có thể gì chúng sanh sinh sống trên địa cầu này của chúng ta mà đem đến phước lợi hy vọng mọi người chúng ta nỗ lực mà thực hiện. Các vị đồng tu. Ừ. Xin mời xem đoạn thứ 78 của cảm ứng thiên Đoạn này có bốn câu Phá nhân chi gia Thủ kỳ tai bảo Quyết thủy phóng hỏa Dĩ hại dân cư Tiêu đề trong khoa phán Chính là hiển hoành chi ác chữ hiển có nghĩa là rõ ràng chữ hoành có nghĩa là hoành hành ngang ngược mắt nạt người khác tông chú giải nói cũng rất hay là sự xuất vô tâm có ý nói là ngẫu nhiên làm những việc phá hoại tổn hại người khác nhưng không lợi ích cho chính mình điều này cũng đã là lỗi lầm rồi nếu như là vì cướp đoạt tài phú của người khác mà khiến cho cái gia đình đó tan nhà nát cửa thì tội này vô cùng nghiêm trọng rồi chú giải nói rất hay hoặc là rõ ràng cậy thế bức hiếp người khác hoặc là dùng âm mưu quỷ kế tuy rằng có thể trốn thoát được sự trừng phạt của pháp luật nhưng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của quỷ thần và cũng không thoát được sự oan oan tương báo nạn nước nạn lửa nạn nước lửa vô tình này Những năm gần đây Chúng ta thường xem thấy Trong truyền thông Có rất nhiều khu vực xảy ra Nặng lục quả hoạn Có một số tai họa Do thiên nhiên Hoặc do sự bất cẩn của con người Gây nên hỏa hoạn thì đây đã là rất bất hạnh rồi nếu như có người cố ý tháo nước đê điều thí dụ như của sông trường giang hay sông hoàng hà cố tình phá hoại đê sông phóng hỏa đốt phá nơi cư trú của người khác tội lỗi này phàm phu chúng ta không biết thế nhưng trên kinh địa tạng nói rất rõ ràng là phóng hỏa đốt núi rừng là việc làm tổn đức nghiêm trọng nhất bạn thử nghĩ xem những động vật hoang dã sống trong núi rừng đó, những loài côn trùng nhỏ không biết là có bao nhiêu, một ngọn lửa này bạn sẽ thiêu chết bao nhiêu sinh mạng rồi? cái tội này thật là khủng khiếp. So với phát động một cuộc chiến tranh. Giết chết mấy ngàn dạ người Còn nghiêm trọng hơn Người thế gian không hiểu biết Không hiểu đạo lý này Chỉ vì lợi ích nhỏ nhoi Mà phóng hỏa đốt rừng Người như vậy Tuy là có thể đạt được chút lợi ích nhỏ trước mắt, sau khi chết đi rồi thì nhất định sẽ bị đọa ba đường ác. Sau khi tội báo ở tam đồ thọ hết rồi, thì vẫn là chịu oan oan tương báo. Trong Phật pháp có nói là nợ mạng thì phải trả mạng, nợ tiền thì phải trả tiền. Vì thì đến bao giờ bạn mới có thể trả hết được đây? Chúng ta học Phật Giáo huấn của chư Phật Bồ Tát Cổ Thánh Tiên Hiền Như những điều này Đã nghe quá nhiều rồi cần phải nghi nhớ cần thời thời khắc khắc suy nghĩ nhiều đem những đạo lý này nghĩ thông suốt sự thật của quả báo nhân duyên quan sát rõ ràng rồi sau này cho dù lợi nhuận đặt trước mắt mình có lớn như thế nào đi nữa bạn cũng không dám làm những việc như vậy bạn liền có tâm cảnh giác chỉ cần bạn hơi quan sát tỉ mỉ một chút người tại thế gian này bạn sẽ thấy đông đảo chúng sanh hoàn cảnh của mỗi người đều không giống nhau nghiệp báo không như nhau có một số người cả một cuộc đời họ sống rất hạnh phúc gia đình sự nghiệp rất mỹ mãn có một số người khác thì cả cuộc đời đều không như ý tai nạn triền miên không dứt cả một đời khốn khổ lao đao đều là người thì tại vì sao hoàn cảnh lại không bình đẳng như vậy phật bồ tát nói với chúng ta nghiệp mỗi người tạo không như nhau không bình đẳng không phải là do người khác gây ra tuy là bị một số người đến chướng ngại đó là duyên không phải nghiệp nhân thuộc về ngoại duyên nhất định là nghiệp do chính mình tạo cho nên phật nói vì sao con người sanh đến thế gian này vậy câu trả lời của phật chỉ có bốn chữ nhân sanh thù nghiệp bạn đến thế gian này làm gì là bạn đến chịu quả báo trong nghiệp trước bạn tạo thiện nghiệp thì kiếp này bạn hưởng thiện quả bạn kiếp trước tạo ác nghiệp thì kiếp này bạn chịu ác báo người sanh đến thế gian này chính là vì điều này thế nhưng con người mê hoặc điên đảo khi chịu quả báo Phải lại tạo nghiệp cho nên nhân quả triền miên không dứt trong cả cuộc đời của chúng ta khi vẫn chưa triệt để giác ngộ thì ác nghiệp nhiều thiện nghiệp ít chỉ có sau khi triệt để giác ngộ rồi mới có thể đoạn dứt ác nghiệp chăm chỉ nỗ lực mà tu thiện cần phải triệt để giác ngộ Thực sự giác ngộ rồi Thì mới có thể chuyển trở lại được Hoàn cảnh Cả đời bất hạnh Việc như vậy Từ xưa cho đến nay Trong nước và ngoài nước Nơi đâu cũng có Chúng ta nhìn thấy Nhưng mắt không có cảm xúc Chân thật là Tê liệt mất cảm giác Ngu si đến cùng cực rồi Người thông minh Người lợi căng Nhìn thấy liền giác ngộ ngay tại vì sao hết thảy chúng sanh có nhiều loại khác nhau hình dáng khác nhau cảnh ngộ khác nhau như vậy người lợi căng khi vừa quan sát họ liền giác ngộ họ liền hiểu rõ người độn căng người ngu si họ không hiểu người lợi căng thông minh sau khi nhìn thấy họ liền quay đầu đặc biệt là khi có cơ duyên thù thắng nghe được giáo huấn của thánh hiền thế nào gọi là thánh hiền thế nào gọi là thần minh thế nào gọi là thượng đế thế nào gọi là phật bồ tát mặc dù tên gọi không giống nhau nhưng cảnh giới hoàn toàn là như nhau đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh sự thật nhân duyên quả báo các ngài đều thông đạt minh liễu quan sát tinh tế cho nên chúng ta tôn xưng các ngài là thánh hiền chúng ta không hiểu rõ nhưng các ngài hiểu rõ các ngài nói với chúng ta đều là chân tướng sự thật những người mê hoặc điên đảo chúng ta lấy tri kiến phàm phu của chính mình để đo lường kiến giải của thánh hiền nhân đối với giáo huấn chân thành từ bi của các ngài chúng ta còn phê bình thêm không thể tiếp nhận cho rằng các ngài như vậy là lừa người dùng mọi thủ đoạn chẳng qua là khuyên người hành thiện mà thôi chúng ta dùng thái độ này đối với thánh hiền thì đây là tội lỗi rất lớn rồi người như vậy thì không có phước báo rồi người chân thật có phước báo thâm hậu khi tiếp xúc với giáo huấn của thánh hiền tuyệt đối không hoài nghi mà sẽ sanh khởi lòng tôn kính y giáo phụng hành. Hiểu rõ những ác hạnh này rồi Bản thân chúng ta cần chăm chỉ phản tỉnh Chúng ta có hay không? Đại khái lỗi lớn Thì chúng ta không mắc phải Thế nhưng những việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày Thật khó tránh khỏi như Cố tình hay vô tình chướng ngại người khác Lừa gạt người khác Không những chúng ta lừa gạt người khác mà còn lừa gạt cha mẹ. Lừa gạt sư trưởng, lừa gạt cả chư Phật Bồ Tát. Thường xuyên mắc phải lỗi lầm này. Chúng ta lại mong muốn hàng ngày chính mình có thể tích công, lũy đức nếu những lỗi nhỏ này không thể phòng tránh không thể ngăn chặn việc chúng ta tích công lũy đức chỉ là một lời nói rỗng không quyết định không có sự thật thế nhưng người thế gian bất luận là trong hai ngoại nước từ xưa đến nay có ai mà không mong cầu phước báo có ai mà không mong cầu tránh khỏi tai nạn chứ thế nhưng sự thật là phước đức cầu không được tai nạn lại thường xuyên gặp phải vậy thì điều này rốt cuộc là lý do gì là vì không chịu nghiêm túc suy nghĩ nguyện vọng này có thể nói là không phân biệt chủng tộc không phân biệt tôn giáo Thậm chí không phân biệt chủng loại Súc sanh cũng có mong cầu này Quỷ thần vẫn có cái mong cầu này Nếu như muốn tất cả mong cầu Đều có thể được mã nguyện Mà không nghe theo giáo huấn của Thánh Hiền thì nhất định làm không được rồi vì vậy phật dạy chúng ta khởi tâm động niệm hành vi trong cuộc sống hàng ngày mỗi giờ mỗi phút đều nghĩ đến lợi ích của hết thầy chúng sanh nhất định không nên làm những sự việc thất đức phá hoại trong nhà phật đặc biệt chúng ta nhìn thấy người xuất gia có những hành trì không như pháp chúng ta có thể phê bình họ không Nhất định là không được Họ có xấu có ác thế nào đi chăng nữa Thì trong tương lai Chính họ phải chịu quả báo Chúng ta phê bình họ Thì tội lỗi của chúng ta không biết là nặng bao nhiêu Là nguyên nhân gì Thật ra mà nói Rất ít người hiểu được hình tượng của người xuất gia hình tượng mặc lên chiếc áo cà sa này bạn nghĩ xem ở bên ngoài đi một vòng sẽ có bao nhiêu người nhìn thấy hạt giống phật đã được trồng vào trong a là gia thức họ vừa nhìn thấy liền biết đây là phật ý niệm về phật của họ liền sanh khởi lên tất cả những việc ác của họ chúng ta không nói hình tượng này của họ sẽ khiến cho vô số chúng sanh trồng thiện căn. Mặc dù họ có hành vi xấu ác thế nhưng nếu như chúng ta lại đi khắp nơi tuyên truyền về họ khiến cho đại chúng trong xã hội nhìn thấy tất cả người xuất gia đều cho rằng đây là những người không tốt thì chúng ta đang ở đó tạo nghiệp hủy bán rồi tội lỗi này bạn phải tự chịu trách nhiệm cho nên chúng ta thường hay tạo nhân ác này mà chính mình hoàn toàn không biết chính mình cho là chuyện rất nhỏ mà không nghĩ là điều này ảnh hưởng rất lớn bất luận là thiện hay là ác chúng ta nhất định phải quan sát được thể hội được sức ảnh hưởng của nó lớn như thế nào ảnh hưởng sâu sắc ra sao thời gian ảnh hưởng dài bao lâu khi bạn vừa suy xét đến phương diện này thì tự nhiên sẽ biết thâu liễm chúng ta sẽ tạo ra ảnh hưởng gì mặt thiện mặt bất thiện thì quyết định không dám làm đặc biệt là xã hội hiện nay hoàn cảnh chúng ta sinh sống hiện nay sự báo ứng thiện ác diễn ra nhanh chóng vô cùng đặc biệt rất rõ ràng một niệm thiện tâm thiện hạnh thì quả báo thiện lập tức đã hiện tiền rồi một niệm ác tâm ác hạnh thì lập tức gặp tai họa ngay do đó làm sao mà không thận trọng cẩn thận cho được chứ đặc biệt phải lưu ý thận trọng ý niệm khi ở một mình tôi thường xuyên khuyên các đồng tu chúng ta là đệ tử phật sống một ngày tại thế gian thì phải làm trọn trách nhiệm của một ngày trách nhiệm của người đệ tử phật là gì là sự nghiệp của như lai mức độ thấp nhất của sự nghiệp như lai là khuyên xã hội đại chúng sửa lỗi và khuyến thiện đây là trách nhiệm của chúng ta Không những chúng ta thường xuyên khuyên bảo mọi người mà chính chúng ta cần là một tấm gương tốt cho người khác xem. Hay chí ít chúng ta phải làm được một tấm gương là cả đời không nói lỗi của bất kỳ ai. Chúng ta phải đi đầu trong việc này. Nhìn thấy người và người chung sống trong xã hội đều là nói chuyện đúng sai hay dở của người xã hội ngày nay vì sao lại như vậy động loạn và bất an đến như vậy là đều xuất phát từ miệng lưỡi mà ra chúng ta nhìn thấy căn bệnh này liền có thể tự mình phản tỉnh liền có thể tự kiểm điểm quay đầu từ chính bản thân mình sửa đổi trở lại đó chính là khuyên bảo đại chúng xã hội sống một ngày thì làm một ngày ở thế gian này nhất định không sống lãng phí một ngày nào. Lãng phí một ngày, chúng ta liền tạo tội nghiệp một ngày. Việc tốt có người làm, chúng ta phải hoan hỷ tán thán. Lập tức nhường cho họ làm. Lão tử của đạo gia từng nói Công thành thân thoái Chúng ta cần hiểu đạo lý này Tuyệt đối không kể công Chúng ta cần phải hiểu đạo lý này Tuyệt đối không kể công Hôm qua chúng tôi nghe Cư sĩ Lý nói với chúng tôi Chúng tôi tổ chức đêm liên hoan ấm áp Đón năm mới Năm ngoái Chúng tôi tổ chức một lần rồi Năm nay sẽ tổ chức mở rộng hơn Nghe nói lễ tổng kết Phật sự cũng làm rồi Do các Pháp sư tiểu thừa đang làm Tôi nghe được vô cùng hoan hỉ Tôi nói với cư sĩ Lý là Mọi người đều đã nhiệt tâm đến làm rồi Thì sang năm chúng ta không cần làm nữa Mà phải để cho họ tổ chức Còn chúng ta thì tùy hỷ Sẽ rất nhẹ nhàng cho chúng ta Cho nên chúng ta cần ghi nhớ lời giáo huấn của thánh hiền phát động phong khí chớ làm thầy người chỉ cần chúng ta đi đầu phát động phong trào được rồi chúng ta lập tức rút lui trở về chúng ta đi làm những việc mà họ không làm những việc có người khác làm rồi thì chúng ta không làm nữa việc không có người làm thì chúng ta sẽ làm điều này vô cùng có ý nghĩa việc như thế nào không có người làm vậy Việc giảng kinh Hoa Nghiêm không có người làm. Chúng ta có thể toàn tâm toàn sức làm việc này. Những việc khác đều nhường cho người khác làm, như vậy thì tốt. Chúng ta tu tùy hỷ công đức. Phật dạy chúng ta ở thế gian là hết thảy tùy duyên mà không phan duyên. Người chân thật phát tâm học Phật Như Đại sư Trương Gia Từng nói cả đời Do Phật Bồ Tát sắp xếp Chính mình một chút lo lắng cũng không cần Cho nên tâm của bạn là tâm thanh tịnh Tâm được định Thường sanh trí huệ Không sanh phiền não Tuyệt đối không làm những việc tổn người lợi mình Chỉ có hy sinh bản thân để thành tựu cho người khác Chúng ta làm những việc này Chúng ta đến thế gian này chính là để giúp đỡ chúng sanh Chính là làm lợi ích cho xã hội Quyết không cầu tự tư tự lợi Điều này chính là giáo huấn của phật bồ tát và cổ thánh tiên hiền đã nói với chúng ta vì vậy những ác hạnh trong cảm ứng thiên nói đến chúng ta cần phải ghi nhớ tuyệt đối không được phạm phải được rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta dừng tại đây a di đà phật địa chỉ email vòng tay cư sĩ a gmail.com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật